Xin chào đồng bào và các bạn. Mời đồng bào và các bạn theo dõi chương trình Văn hóa dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, Hội làng các xã nông thôn mới huyện Bắc Bình lần thứ nhất năm 2019 là nhằm tuyên truyền về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là dịp để các xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương. Thông qua hội làng nhằm khuyến khích phong trào văn nghệ thể dục thể thao quần chúng ở các thôn văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh trong cộng đồng dân cư, góp phần phát triển phong trào văn nghệ cơ sở đối với các xã xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý 19, xây dựng nông thôn mới, diện mạo mới. Đây là năm đầu tiên Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình tổ chức hội làng các xã nông thôn mới huyện Bắc Bình lần thứ nhất năm 2019. Tham gia hội làng lần này có 3 cụm đến từ 7 xã vừa đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện như xã Phan Hòa, Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Hải Ninh, Hồng Thái, Phan Thanh và xã Hòa Thắng. Các đoàn mang về hội làng lần này với những tiết mục ca múa và tiểu phẩm, nội dung chủ yếu ca ngợi những nét nổi bật về văn hóa đặc trưng của địa phương. Đây là dịp để bà con, cán bộ ở các xã giáp ranh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Đối với huyện Bắc Bình thì hiện nay thì có 7 xã là đạt chuẩn xã nông thôn mới. Thì trên cơ sở đó thì đối với ngành thông tin thấy là có những cái nét mới đối với các cái xã xây dựng nông thôn mới thì ngành đã có một cái sáng kiến để mà tổ chức cái hội làng. Bởi vì cái hội làng này là nhằm tạo được cái mối quan hệ giữa các cái xã giáp ranh là một. Cái thứ hai nữa là cũng tạo được cái sự đoàn kết thống nhất của các cái xã về cái xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới, tất cả trên các cái lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là trên cái lĩnh vực văn hóa thì đây là cũng là một cái nét mới. Ngày đầu tiên chúng tôi xin được đại diện cho đơn vị xã Phan Hưng xin được gửi đến toàn bộ giới hành chính đang xem với xã Hồng Thái với số dân hơn 9.000 người và có 3 dân tộc cùng 100% dân số toàn xã. Phan Thanh có 2 tín ngưỡng tôn giáo là Hồ giáo Bà Ni và Bà La Môn giáo. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Hơn 100 ca sĩ, diễn viên không chuyên trên sân khấu hội làng này là những cán bộ, bà con nông dân đến từ các xã trên địa bàn huyện Bắc Bình. Tất cả họ bỏ lại phía sau những bận rộn của công việc chuyên môn, đồng áng thường ngày. Họ đứng trên sân khấu để cùng hát múa cho nhau xem. Và phần thưởng không gì khác chính là những tràng pháo tay và một đêm đầy ắp tiếng cười. Thì mục đích của hội làng đây là hai xã giao lưu với nhau, học hỏi kinh nghiệm trong cái công tác là nông nghiệp nông thôn cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó thì để cùng cái phát triển học hỏi trên cái quá trình sản xuất đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Thì mục đích của hội làng tối nay là để nhằm lại ôn lại cái các cái phong tục cũng như là cái lịch sử, cái nét đẹp của quê hương của các xã bạn để mà trao đổi những kinh nghiệm học hỏi với nhau. Các tiết mục có mang cái bản sắc về cái nông thôn mới, diện mạo mới, thì có những cái bài hát đặt lời mới, rồi có những tiết mục mới để mà tạo cái không khí cũng như là cái nét đẹp của người Chăm về cái mục đích của nông thôn mới. Dù là cây nhà lá vườn, nhưng mỗi tiết mục biểu diễn ở đây đều được các nghệ sĩ đến từ các đoàn chăm chút khá kỹ lưỡng. Với họ, những dịp được đi hát múa như thế này
là cơ hội thật tuyệt vời để được nghe nhau hát và hát cho nhau nghe. Chọn bài hát, tiết mục, rồi dàn dựng, tập dượt, biểu diễn. Bấy nhiêu công đoạn đã khiến các nghệ sĩ vốn chỉ quen với công việc chuyên môn, rủng rẫy từ ngày, nhưng hôm nay cảm thấy mình run và đôi lúc cả thiếu tự tin khi đối diện với nhiều người. Nhưng mỗi người ai cũng thấy vui khi được đứng trên sân khấu hội làng này. Nhân cái dịp thi hội làng ngày hôm nay được cùng tham gia với hai xã Phan Thanh và Hòa Thắng thì cái cảm xúc rất là vui và phấn khởi, và bên cạnh đó thì cũng giao lưu và học hỏi thêm nhiều điều thú vị với hai xã bạn. Thì hôm nay được tham gia hội làng, đây cũng là lần đầu tiên em được tham gia. Thì đêm nay là đêm giao lưu các tiết mục văn nghệ giữa hai xã Hải Ninh và Phan Hiệp. Thì đối với em cảm xúc bây giờ là rất hồi hộp, tại vì đây vừa là cái đêm giao lưu nhưng cũng là cái đêm mang tính chất là thi. Em rất vui khi mang được cái nền văn hóa đậm đà bản sắc của mình giao lưu với lại xã bạn. Thì sau đêm nay em mong rằng sự liên kết giữa hai xã Hải Ninh và Phan Hiệp luôn luôn được đoàn kết, giao lưu tiếp tục hơn nữa trong công việc làm ăn cũng như các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ giữa hai xã. Các tiết mục với đa dạng các thể loại như thi giới thiệu nét nổi bật về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, thi hát dân ca đặt lời mới, thi múa và tiểu phẩm, được các đoàn đầu tư dàn dựng khá công phu đã mang đến cho hội làng nhiều khoảnh khắc đẹp của những nghệ sĩ không chuyên trên một sân khấu dành riêng cho họ. Người hát chẳng tiết kiệm sự hào hứng, nhiệt tình, khán giả cũng thật hào phóng với những tràng vỗ tay cổ vũ. Chính sự nhiệt tình đó của cả người hát và người nghe đã khiến cho những hạt sạn nhỏ của hội làng trở thành khoảnh khắc đáng nhớ. Ca sĩ đôi lúc như bị hụt hơi, diễn viên múa có khi trật nhịp, nhưng tất cả chỉ khiến cho đêm hội như tăng thêm niềm vui bởi những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Tham dự đây là lần đầu thì cũng rất là phấn khởi, phần nào cũng động viên tinh thần cho nhân dân về cái mặt tinh thần, rồi phần nào cũng là để nhân dân các xã giao lưu kinh nghiệm lẫn nhau, rồi từ đó như là về được cái mặt làm ăn bà con trao được về tuyên truyền cho bà con cái phần nào là làm ăn phát triển, là góp phần xây dựng cuộc sống quê hương được tốt đẹp hơn, lên cái nông thôn kiểu mẫu nữa. Thì tuy tuổi cao nhưng với tinh thần giao lưu văn hóa văn nghệ thì tôi rất vui mừng để tạo sự đoàn kết gắn kết giữa hai xã Hải Ninh Phan Hiệp, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng tốt đẹp hơn và kết chặt cái tình đoàn kết hai xã thêm thắt chặt, mà để cho xã hội ngày càng văn minh, để tạo sự cái sân chơi vui lành mạnh cho các em thiếu niên và các cũng như các thanh niên hai xã. Tôi đóng vai một cô ba đi ruộng về thì gặp hai thanh niên hai xã là tổ chức đua xe, thì tôi là người tuyên truyền vận động cho các cháu là giữ cái tình đoàn kết, khi tham gia giao thông mà gây cái tổ chức đua xe trái phép thì sẽ là vi phạm pháp luật mà gây tai nạn, nên là từ đó trở đi cảnh báo cho các em không nên vì cái tình hai bên kích bác nhau mà để tổ chức đua xe thì sẽ vi phạm pháp luật. Thì sẽ đây qua đây là tuyên truyền là mọi người sẽ thực hiện tốt an toàn giao thông và cũng như bảo vệ cái đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Ở phần thi tiểu phẩm, mỗi đội đã mang đến cho hội làng các tiểu phẩm sân khấu mang đậm hơi thở của cuộc sống thường nhật, với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, sinh động, ngôn ngữ thể hiện mộc mạc, dễ hiểu, nhằm chuyển tải các vấn đề nóng mà xã hội quan tâm. Bà đứng lại đó. Dạ, con uống
còn có 6 miếng rồi ba. Đọc đi con. Dạ. Gia đình mình nghèo khổ, cha mẹ cố gắng lo cho con nha. Hội làng hấp dẫn với tất cả mọi người trong các phần thi, nhưng có lẽ đối với những người trẻ tuổi thì các trò chơi dân gian mới chính là nơi thu hút nhất của hội làng. Đây là phần thi dành cho những nam nữ thanh niên đua tài, đấu trí, biểu diễn sức khỏe và những năng khiếu nghệ thuật như thi sàn gạo sạch. Mỗi đội gồm 5 thành viên, ban tổ chức giao mỗi đội 5kg gạo và 1kg thóc đã trộn sẵn. Mỗi đội cử ra một người sàn, số người còn lại phụ để tách gạo và thóc ra riêng. Với tiêu chí của phần thi này là sau thời gian 5 phút, các đội sẽ thực hiện xong công việc của mình. Chỉ còn lại chưa tới 1 phút nữa, cuối cùng, còn lại 1 phút cuối cùng. Ở phần thi chuyền chanh, mỗi đội gồm 4 thành viên, gồm 2 nam 2 nữ, đứng xen kẽ nhau. Đội nào chuyền nhiều chanh về nhất là đội giành chiến thắng. Thông qua những dịp vui chơi như thế này, thanh niên nam nữ có điều kiện phát huy sở trường của mình về các mặt nghệ thuật, thể thao và cũng là dịp họ gặp nhau, giao lưu để đoàn kết với nhau hơn trong cuộc sống. Hội làng các xã nông thôn mới huyện Bắc Bình đã thu hút người xem từ người già đến trẻ em. Tất cả đều náo nức chờ đợi đến ngày này để được xem, được thấy những lời ca, điệu múa, những trò chơi dân gian do chính con em mình thể hiện. Chính vì thế, mỗi người dân ở đây đều tranh thủ thời gian để về tham gia và cổ vũ cho hội làng. Thông qua 3 đêm thi ở các xã có thể thấy, hội làng mang tính cộng đồng sâu sắc. Đó là đỉnh cao của sự hòa hợp, đoàn kết vì một ước nguyện chung cho sự phồn vinh của làng xã. Hội làng được tổ chức thật vui, thật đầm ấm tình làng nghề xóm. Điều đó thể hiện qua những khâu chuẩn bị cho đến khi núi tiết lúc tan hội. Có xem hội làng mới cảm nhận hết ý nghĩa và lòng tự hào dân tộc với một truyền thống vàng son đoàn kết. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình Văn hóa dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ www.bttv.org.vn hoặc www.binhthuantv.vn. Thân ái, chào tạm biệt.